Chào các bạn, hôm nay Phượng xin chia sẻ đến các bạn cách làm chè trôi nước. Và cách làm này mình học từ bà cô chuyên đi nấu đám tiệc. Và mình đã nấu nhiều lần và ăn cảm thấy rất là ngon. Viên chè dẻo dai, mềm và viên chè không bị chảy xệ. Và đặc biệt hơn là để lâu cũng không bị cứng nữa. Thì sau đây mời các bạn cùng làm nhé. Để làm cái chè trôi nước thì đầu tiên mình sử dụng đây là 150g đậu xanh. Đậu xanh thì mình mua cái loại đậu xanh mà người ta đã bóc vỏ sẵn rồi đó. Bây giờ mình sẽ đi vo cho đậu xanh sạch. Đậu xanh sau khi được vo sạch rồi thì bây giờ mình sẽ cho muối vào và mình ngâm đậu. Và mình dùng 1 thìa cà phê muối. Rồi tiếp tục mình cho 1 lít nước vào trong này. Rồi mình sẽ ngâm đậu qua đêm. Các bạn nào không có thời gian thì có thể cho nước nóng vào và ngâm 1 tiếng đồng hồ cũng được nữa nhé. Đậu đã được ngâm qua đêm rồi, bây giờ mình sẽ cho đậu vào và mình hấp đậu. Cho đậu vào xong thì tiếp tục mình cho khoai lang vào mình hấp. Và đây mình sử dụng là 50g khoai lang trắng. Khoai lang trắng hay là khoai lang vàng cũng được nữa, nhưng mà khoai lang trắng thì cái viên chè mình nó có màu đẹp hơn. Rồi mình sẽ đậy nắp lại và mình hấp cái khoai và đậu này 30 phút. Sau 30 phút rồi, bây giờ mình mở nắp ra nè. Mình dùng tay mình bóp thử, cái đậu nó rất là mềm luôn rồi. Và cái khoai nó cũng đã trong lại rồi, bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình mang ra. Cái đậu và cái khoai này mình tán thật nhuyễn luôn nhé. Đậu và khoai này thì mình tán nhuyễn xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ đi làm cái bột trước. Thường người ta làm cái nhân trước, nhưng đây mình làm cái bột trước. Rồi bột đây thì mình sử dụng là một bịch bột nếp là 400g á. Cái khoai nãy mình đã tán nhuyễn là 50g khoai lang trắng đó. Và bây giờ mình sẽ cho vào trong bột này luôn. Và đặc biệt khi mình cho cái khoai lang vào trong bột này á, sẽ giữ được cho cái viên chè nó đứng hơn. Và khi mình làm viên chè mình để qua ngày rồi đó, cái viên chè mình cũng không có bị khô cứng nữa. Rồi tiếp tục đây mình sử dụng cái nước ấm nè, 360ml nước ấm. Cũng tùy theo cái loại bột mà nó có độ hút nước khác nhau nữa. Cái nước ấm thường là 50-60 độ. Còn nếu các bạn mà không đo độ được thì nóng hơn cái nước uống mình một tí. Hoặc là lấy cái phân nửa nước nguội với lại phân nửa nước nóng mình hòa trộn cùng với nhau cũng được. Rồi để cái bột mình đậm đà hơn thì mình cho 1/4 thìa cà phê muối vào trong bột. Riêng cái bột này mình không có cho đường vào. Nhưng một lúc nữa cái cách làm của mình á, cái bột bên ngoài nó vẫn ngọt ngào và nó đậm đà lắm. Thì các bạn yên tâm đừng có cho đường ngay lúc này nhé. Bột sau khi mình nhồi mình thấy vừa tay rồi đó. Và bắt đầu mình sẽ nhồi thêm là 20 phút nữa. Mình nhồi khi nào mà mình cảm giác cái bột nó phao, nó nhẹ lên luôn á. Cảm giác cái bột nó nhẹ lên luôn á thì mình mới ngưng. Và cái cách nhồi bột á thì có nhiều người thì nhồi khác nhau. Cùng trong một cái thao bột này thì có người thì nhồi bị khô, có người không nhồi bị khô. Thì trong video này thì mình chia sẻ cách làm chè trôi nước. Và cái video này thì cũng tương đối dài nên mình không có chia sẻ cách nhồi bột. Thì hẹn các bạn trong video đằng sau thì mình sẽ chia sẻ cụ thể hơn cách nhồi bột làm sao cho không bị khô nhé. Bột thì mình nhồi mình thấy nhẹ tay rồi, bây giờ mình sẽ đậy lại và mình ủ bột. Và trong khi chờ đợi mình làm nước cốt và làm nhân á thì mình ủ bột ở đây. Các bạn mình có thời gian nhiều thì ủ bột khoảng 3-4 tiếng thì bột càng ngon nhé. Rồi bây giờ mình sẽ làm nước cốt đây. Để làm nước cốt thì đầu tiên đây mình chuẩn bị một lon nước cốt dừa 400ml.
400 ml, nhưng mình để lại đây là 1/3 cốp là 80 ml nước cốt dừa các bạn. Đó, để lại đem xào nhân á. Rồi còn bao nhiêu là mình cho hết vào trong này luôn. Là mình sử dụng có 320 ml để làm nước cốt thôi. Rồi để như vậy thì cái nước cốt dừa của mình nó đặc, nó béo lắm. Mình cho thêm 1/2 cốp nước là 125 ml nước đó. Mình cho vô đây mình xúc cái lon này nhé. Rồi cho hết vào trong này luôn. Rồi tiếp tục mình cho 1/3 thìa cà phê muối vào trong này. Rồi để tạo độ sánh cho nước cốt thì đây mình chuẩn bị là 1 thìa canh bột năng và 3,5 thìa cà phê bột gạo. Rồi mình hòa tan đều ra cho cái hỗn hợp bột này nó tan đều ra các bạn nhé. Hòa tan xong thì mình cho ngược vào trong này luôn, rồi mình mới mở bếp lên nhé. Và để nấu nước cốt được béo hơn thì các bạn đun lửa nho nhỏ giúp mình, cho cái nước cốt dừa này sôi riu riu thôi. Và khi nước cốt dừa đạt độ sánh dẻo như vậy thì mình tắt bếp các bạn nhé. Và để thơm hơn thì mình tắt bếp rồi mình cho một ống vani vào, mình trộn đều lên. Rồi cái phần nước cốt làm xong rồi thì tiếp tục mình xào cái nhân của viên chè đó. Cái đậu mình đã tán nhuyễn rồi, bây giờ mình cho hết cái lượng nước cốt 80 ml nước cốt nãy mình để lại đó, mình cho hết vào trong đây luôn. Rồi mình cho vô là 1/2 thìa cà phê muối để cái nhân mình nó đậm đà hơn. Rồi cho thêm vào trong nhân là 2 thìa canh đường. Còn các bạn nào mà thích ăn ngọt nhiều thì có thể tăng đường thêm. Ở đây mình sẽ nêm có vị là mặn mặn, hơi hơi ngọt. Rồi mình xên cái nhân nó được hơi ráo ráo rồi nè. Rồi để cái nhân mình nó ngon hơn, có độ giòn giòn sực sực béo béo á. Thì bây giờ mình cho thêm là 70 g dừa sợi. Đặc biệt cái chè chua nước mà có cái dừa sợi này vào á, mình ăn cảm giác nó ít ngán lắm. Và nó có độ giòn giòn sực sực béo béo thơm thơm ngon lắm đó bạn. Rồi khi mình xên cái nhân bánh mà nó đã dẻo thành một khối, nó thành một cục rồi đó, nó không còn rời gạt nữa. Và mình thử bằng cách sờ tay vào nè, mình thấy không còn dính tay nữa và nó cũng không còn dính chảo nữa đó. Và như vậy là được rồi đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp nhé. Rồi tắt bếp xong mình sẽ cho hành phi vào và cho khoảng 1,5 thìa canh hành phi. Đặc biệt cái nhân này mà cho hành phi vào nó rất là thơm luôn. Còn các bạn mà không có hành phi có thể thay thế bằng hành lá cũng được nữa, nhưng mà hành phi nó lại ngon hơn nhé. Rồi mình sẽ mang ra vò viên. Rồi tiếp theo mình làm nước đường thì mình cho vô trong nồi là 1 lít nước. Cứ 1 lít nước thì sử dụng là 400 g đường nếu các bạn nào thích ngọt nhiều. Còn ở đây mình sử dụng là 375 g đường thôi. Đường thì mình dùng đường thốt nốt để cho nó thơm hơn. Vừa nấu nước đường như vậy thì cái đường nó ngọt, cảm giác nó ngọt nó gắt lắm. Bây giờ mình dằn thêm 1 thìa cà phê muối vào trong này để cho cái đường này nó giảm cái vị ngọt gắt đó, ngọt dịu hơn á các bạn. Rồi nước đường cũng chuẩn bị xong rồi, bây giờ mình sẽ lấy bột ra và mình vò viên nhé. Rồi những cái viên nhân này mình đã vò xong rồi nè. Và mình vò được 21 viên á. 21 viên nhân thì lát nữa mình sẽ bắt bột 21 viên bột luôn. Nhồi khi nào mà cảm giác cái bột này nó phao, nó nhẹ, thật là nhẹ. Rồi khi mình cầm mình kéo ra nè. Đó, mình kéo ra cảm giác nó có một cái sợi đàn hồi và nó giãn ra. Là cái bột nó rất là dẻo như vậy đó. Nó phao như vậy mình làm chè mới ngon.
Các bạn có thời gian các bạn để giúp mình thêm vài tiếng đồng hồ nữa thì cái viên chè mình làm ăn càng ngon nữa. Là cái viên nhân á, là bằng 2 phần 3 cái viên bột á, là nhân 20g và bột 30g các bạn nhé. Rồi mình sẽ nhắn một cái vòng tròn bằng đúng cái viên nhân này. Rồi cái tay ở phía dưới thì mình sẽ đẩy lên, cái tay phía trên thì mình sẽ vuốt vuốt mép cho nó cao lên, vuốt mép cho nó cao lên. Cho cái bột này nó ôm sát vô cái viên nhân luôn. Đừng có để cho giữa cái khoảng bột và cái nhân nó có khoảng không, thì một lát nữa mình vò cái viên á nó bị gỏng bên trong. Thì một lát nữa cái chè trôi nước của mình nó bị chảy xuống, nó bị xẹp ra, nhìn nó xấu lắm. Và để những cái viên chè mình ít dính hơn, ít dính cái khay để mình để chè đó, thì đây mình đã cho cái bao thực phẩm mình lót ở phía dưới nè. Đó, khi mình lót cái bao thực phẩm bên dưới thì những cái viên chè của mình không có bị dính đâu hết đó. Đó, vậy là xong rồi đó, được 21 viên và dư lại một ít này nè. Một ít này mình sẽ làm viên ỉ. Đường mình đã tan hết rồi, bây giờ mình sẽ nếm thử xem cái độ ngọt nó vừa chưa. Đó, mình thấy cái ngọt này á, nó cũng đã ngọt rồi, nhưng mà so với cái chè người ta đang bán á, thì nó không ngọt bằng đâu. Nếu các bạn sử dụng 400g á, thì nó ngọt giống như chè người ta đang bán nhé. Rồi nấu cho nước đường nó sôi lên, bây giờ mình sẽ cho gừng vào. Cho gừng vào, đây mình cho 70g gừng. Và nấu cho cái gừng này nó trong lại thì bắt đầu mình mới cho những cái viên chè vô. Thường thì người ta nấu bán cho các bạn á, thì người ta luộc cái chè này qua cái nước sôi sau đó mới cho vô cái nước đường này. Tuy nhiên làm như vậy cái nước đường mình nó sẽ trong hơn, nó đẹp hơn, nhưng mà nó lại không có ngon bằng cái viên chè mình sẽ bị nhạt. Nó bị nhạt và nó không có ngấm đường vô cái vỏ này thì cái vỏ của viên chè nó không có thơm và nó lại không có độ ngọt nữa, ăn không ngon bằng. Đó, rồi mình sẽ cho những cái viên chè vào trong đây luôn. Đây là cách làm của bà cô mình nó chia sẻ cho mình á. Làm như vậy cái viên chè mình ngấm đường, ngấm cái vị gừng trong cái vỏ của viên chè và vẫn được giữ được cái độ dẻo dai của viên chè. Và các bạn yên tâm, đừng có lo là cái viên chè mà mình luộc trong nước đường này nó bị lại đường hay là nó không có chín. Nó chín hết đó. Nó lúc này thì cái chiên chè nó chưa chín thì cái nước đường nó hơi đục nè. Thì mình nấu thêm nữa các bạn nhé, và nấu lửa nho nhỏ thôi, đừng mở lửa to. Và mình sẽ nấu cái viên chè này từ khi mình cho vô trong nước đường này là 15 phút với lửa vừa cho nó sôi riu riu vậy á. Chè nấu được 15 phút rồi thì mình tắt bếp. Và nếu các bạn muốn biết chè chín hay không thì các bạn có thể ăn thử. Tuy nhiên thì khi mình thấy nó nổi lên trên mặt nước và nổi rất là lâu rồi và thấy nó nở phình to ra thì chè đã chín á. Bây giờ mình múc ra và mình ăn bao nhiêu thì mình cho nước cốt dừa vào bấy nhiêu thôi. Còn mình ăn không hết mình cứ ngâm viên chè này trong nước đường để hoài như vậy nó không có bị hư gì hết á. Rất là nhanh chóng và đơn giản như vậy là mình đã có món chè trôi nước để chiêu đãi cho gia đình rồi đó các bạn. Cái viên chè của mình á, khi cho khoai lang vào á, nó giữ cho cái viên chè có cái hình dạng tròn trịa, rất là đẹp và không bị chảy xệ. Nhưng đặc biệt hơn là nó vẫn giữ được cái độ dẻo dai của cái bột nếp. Và ngoài ra thì cái viên chè của mình để lâu nó cũng không bị cứng nữa. Mà nếu các bạn mà cho bột gạo vào để pha cùng với bột nếp này thì viên chè mình cũng vẫn đẹp. Tuy nhiên thì khi cho bột gạo vào thì giảm cái độ dai của viên chè ăn lại không ngon.
và nó lại bị cứng sau khi mình để lâu nữa các bạn. Các bạn đừng cho bột gạo vào nhé, các bạn hãy thử làm cách pha khoai lang vào trong cái bột nếp này. Cái viên chè mình dẻo dai mềm ăn ngon lắm các bạn. Và đặc biệt hơn là cái nhân bên trong á, nó có vị ngọt ngọt, mặn mặn, béo béo. Và có cái độ giòn giòn của những cái dừa sợi, ăn đỡ ngán lắm. Và cái hành phi nó thơm lắm các bạn ơi. Các bạn hãy một lần làm thử và chiêu đãi cho gia đình các bạn nhé. Và như vậy thì cách làm chè trôi nước của mình hôm nay đến đây đã xong rồi. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.